toàn thể anh em buổi sáng nha. Đó anh em ơi, anh em sao rồi? Tới đêm nay đánh ok không anh em? Thời tiết quá trời lạnh anh em ơi, lạnh gì đâu, lạnh cống giò đắp mền mà không muốn ra luôn anh em ơi. Chắc 11 giờ đó nó lạnh quá lạnh rồi, mình ngủ tới sáng luôn anh em. Đầu 3 giờ mấy gần 4 giờ mình mới dậy. Không có chim gì luôn anh em ơi. Từ giấc đó mà tới 3 giờ mấy 4 giờ đó là mình được có một con gà đâm giấc 8 giờ mấy nha anh em. Một gà mái đâm giấc 8 giờ mấy. Không có nghịch, không có gà gì đâu mà cũng hên anh em ơi. Sáng nay mình chỉnh máy chỉnh đồ lại thúc nó lên là trong vòng tiếng hồ nó đi cho mình được 4 con nữa anh em. Tổng cộng đêm nay mình được 5 gà mà toàn là 5 gà mái không anh em. 6 gà mà sảy con anh em ạ. Đâm vô lưới nhỏ chứ đập lọt ra ngoài luôn anh em. Lưới nhỏ của mình nó nay nó cũng mục lắm. Nghịch mình nó đập lọt được thì gà lên đường nó lọt. Có một bạn điện hỏi thăm anh em ơi, hỏi thăm đêm nay ông mắm mắm trắng luôn rồi, ông được cò không anh em, không có gà gì đâu. Mình cũng tưởng đâu là mắm luôn rồi chứ ai ngờ đâu sáng được khúc sáng rồi anh em ơi. Đêm hôm là suốt đêm luôn chưa có con nghịch rồi luôn anh em, tầm là 3 giờ rưỡi tới sáng này luôn là mới được ra rồi cũng được 5-6 nghịch vậy đó anh em ơi, chưa có đếm nữa mà cũng được tầm tầm cái đó. Rồi giờ để bắt thành quả cho anh em xem đó, mình về nha anh em. Thì để ý chim con này nó đi, nhưng mà nó đi yếu đó anh em, nó không đâm lưới nha anh em, nó không đâm lưới mà nó về bãi nó nằm không anh em ơi. Trời tiết lạnh quá hay sao nó ấy là về làm biến bay hay sao anh em. Sáng này nó ấm trời lại nên là mình thúc máy là nó lên anh em. Thì anh em muốn cách bắt sao đó anh em vô comment hỏi hay là Zalo gì đó các bạn ấy, mình chỉ cho anh em, chỉ cho những anh em nào mà chưa biết cách đánh nữa nha anh em. Còn anh em nào mà làm nghề rành rồi thì mình không dám nha. Nói chung mình cũng mới biết chơi nhưng mà có cái kinh nghiệm của mình cũng còn yếu, nhưng mà mình mấy bữa nay mình đánh kiểu hình thức nó vậy đó, chim nó đi kiểu đó là mình cũng chia sẻ cho anh em vậy thôi. Chứ mấy đêm nay mình cũng tưởng đâu móm không mà chứ ai ngờ đâu sáng lại là có chim nha anh em. Rồi bắt thành quả cho anh em xem, mình về làm anh em. Không anh em ơi, 5 gà mái không, ở đây mình được coi 2-4 được 6 nghịch nữa anh em, 6 nghịch nè, 5 gà 6 nghịch. Cũng kết quả cũng tạm ổn anh em ơi. Thì chim cò cỡ này thời tiết lạnh quá lạnh, nó không đi, nó đi kém quá, anh em đánh có ok không thì vô comment nói chuyện cho anh em. Mình xin kết thúc video tại chỗ này luôn anh em, anh em lại video ngày mai nha. Xin chúc anh em một ngày mới được tốt lành luôn nha.